là cái đấy nhanh. Con mình lại kiểu như giấy này nó cũng nhanh nguội nhỉ? Ừ, nó mỏng. Nó mỏng khô, hôm nay không có lá chuối à? Lần có. Nhưng mà lần này là nướng là kỹ hơn lần trước. Mỏng không? Mỏng. Lần này nướng cháy cả lá chuối này. Ừ, lá chuối thì nó ấy. Đấy, thấy không? Nhìn nó vàng hơn không? À, Vũ thái ra kìa. Đâu, Vũ cái xương sườn không thái. Xương sườn thôi. Đấy, còn thấy không? Kể ra nướng thêm tí nữa cũng được. Rồi, thế thôi, quá chín. Ôi, thấy không? Nó vàng gì đây? Cho ớt đi, sợ trẻ con nó tay. Không, ớt này đặt ở đấy thôi. Ừ, tí ra cho vào những cánh thì người lớn. Trẻ con thì cho ăn cánh riêng. Nước này. Gắp ra, gắp ra đĩa. Ướp này nếu mà ướp sườn nướng này chúng ta phải có cái gói sườn chua ngọt đấy. Cái gói đấy xong rồi mình cho vào đây ướp. Nhân thì nó chuẩn hơn. Có lá chuối là nó mềm và nó giữ được đấy, nó không bị khô đâu. Không bị cháy. Nó không bị khô, không bị cháy đâu. Đó, đấy, nếu mà nguyên giấy bạc nước không thì nó sẽ bị cháy đấy. Ủa, nó bị khô. Hơi quá lửa. Đấy, bây giờ vẫn bị vàng nha. Không, nó phải vàng như thế nó mới ngon. Thế nhưng mà nó sẽ không bị cứng và không bị khô. Đâu, có miếng nào không? Em ăn miếng nào? À, nhưng mà bỏ. Ôi, đấy con này. Thằng cần chết này vụ ạ. Ủa, cháy quá vụ ạ. Nhớ vào cái ngày cháy hơn. Vụ này cháy. Không phải mình không lật, cũng ra phải lật. Có mà lúc mẹ vào mẹ lật, nhưng mà ở nhà chắc chả lật. Cháy lúc rồi. Về là mẹ thấy một mế cháy là mẹ lật. Cái này chỗ này cháy cứng. Mẹ ướp nhạt quá. Thế như chưa, hầu như không có cái gia vị gì. Thế à? Chúng ta rút kinh nghiệm lần sau mua cái ướp sườn xào chua ngọt. Cái này gần như có gia vị gì đâu. Nướng chay ấy. Mẹ cho bột canh. Nhạt. Ngon hay không ở gia vị nữa. Ừ. Chạy quá.